Các bác anh em đang tìm cho mình một mẫu loa có được cái khả năng xem phim giải trí với chất âm sống động, và một mẫu loa có một cái khả năng trình diễn nghe nhạc vàng chi tiết, đầy đủ âm sắc, và một mẫu loa đáp ứng được cả việc hát karaoke với ba cái tính năng trong một đấy, cũng là được cái hình thức đẹp. Thì đến với Zika thì anh em ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến của anh em phiên bản thế hệ thứ 3 của mẫu loa cây WeWood SH1500 Pro. Và chúng ta sẽ điểm qua những cái thiết kế của cặp loa SH1500 Pro thế hệ thứ 3 này. Với cái thiết kế của cặp loa, đây là mẫu loa cây, loa đứng, anh em hay gọi loa cột đấy. Chiều cao là 1m2, còn chiều ngang của nó là 33 và sâu vào cũng 33. Màu sắc chủ đạo của nó là màu đỏ cánh gián. Chất liệu vỏ thùng bằng gỗ tự nhiên, những cái vân gỗ chìm ở bên trong để được cấu sơn công nghệ phủ bóng bên ngoài nữa, tạo độ sắc nét và sang trọng của cặp loa. Cộng với những cái đường cắt vát nghiêng 45 độ này, nó giúp cho cái cặp loa chúng ta nhìn những cái phần này nó sẽ có cái phần liền lạc, liền mạch hơn. Rồi, đây là phiên bản chính hãng, đây là tất cả đều được bảo hành chính hãng 12 tháng với tem chính nhập khẩu chính hãng này, và bảo hành 1 năm. Đây là phía trên đỉnh đó. Phía trước mặt của nó là một tấm căng lụa màu đen. Các bạn có thể nhìn thấy với tấm căng lụa này nó sẽ bảo vệ toàn bộ từ trên xuống dưới, từ con bát cho đến hệ thống chép. Một màu đen giải lụa mềm mại, tăng thêm một phần sang trọng phía trước mặt. Phía dưới là logo nhận diện của thương hiệu WeWood này. Và chúng ta sẽ điểm qua những thiết kế mặt trước. Với tổng thể mặt trước của cặp loa SH1500, phía dưới nhất chúng ta sẽ có hai con lỗ thông hơi. Hai lỗ thông hơi này nó sẽ có cái vai trò đó là trao đổi luồng khí động lực ở phía bên trong thùng ra cái môi trường bên ngoài, và cộng với cái công nghệ bát phản xạ hỗ trợ cho thêm hai con bát này nữa. Khi hai con bát này đánh ra thì hai lỗ thông hơi nó cũng có cái luồng khí đẩy trực diện ra phía trước. Cái này nó sẽ tạo nên cái độ uy lực mạnh mẽ cũng như cái hệ thống âm thanh sống động mà khi chúng ta xem phim và nghe nhạc mạnh, cũng như là hỗ trợ rất tốt cho những việc tiếng bass sâu, tiếng trầm sâu của những bản nhạc vàng. Hai con bass này là hai con bass điện đường kính 25 gần mút sốp, công suất dao động từ 250 cho đến 400W gần mút sốp màng viết. Ở phía bên trên trung tâm thì chúng ta sẽ có hai con chung. Hai chung nó sẽ là thể hiện cái dạng trung âm, những cái âm sắc mà chúng ta nghe rõ ràng nhất, chi tiết nhất, hay là cái em đang chia sẻ các bạn nghe là đa phần là sẽ là đạt trung âm, thì cái âm thanh đời thực như vỗ tay này hay những cái lá rơi này, đấy, nó sẽ thể hiện rất là chi tiết với hai con chung này. Rồi, còn cái thay đổi lớn nhất của thế hệ thứ ba này là gì ạ? Là rất là thay đổi so với thế hệ thứ hai. Thế hệ thứ hai là sẽ là 4 chép giấy, thì thế hệ thứ ba này sẽ được thay đổi là giữ nguyên 2 chép giấy ở phía bên dưới đó, và phía trên đỉnh, trên cùng, đấy, tính tuần tự từ dưới lên thì đã được thay đổi với hai con chép đầu đạn tiễn màng titan. Hai con chép này sẽ có cái vai trò chính là thể hiện dạng tần số siêu cao, super chép, đây là tần số vượt qua ngưỡng 20 kHz. Một cái dòng loa mà đáp ứng được với rất nhiều những cái tiêu chí xem phim, nghe nhạc giải trí, âm thanh sống động, nghe nhạc vàng chi tiết như những đôi loa high end đắt đỏ, hát karaoke như những đôi loa full chuyên nghiệp trong phòng hát. Với chiều cao của cặp này thì các anh em có thể áp dụng vào những cái vị trí để, như là để từ dưới nền nhà, hoặc là chúng ta có thể để ở trên đôm kệ với cái chiều cao của những kệ đấy tầm độ 30-40 thôi. Rồi, đây là mặt sau của mẫu loa SH1500 Pro thế hệ thứ 3. Vì là thiết kế hai lỗ thông hơi phía trước nên phía sau là toàn bộ một mặt phẳng, và giữa trung tâm là hệ thống cầu chạm. Phía bên trên là thông số, thì ta sẽ đi đến cái thông số trước. Model là SH1500 Pro. Phiên bản này có chiều khoảng 8 ohm, công suất là 400W. Phía dưới, hệ thống cầu chạm như em chia sẻ là nó có khả năng cho chúng ta nghe nhạc high-end cao cấp, nên là vẫn có những cái cầu chạm đánh tách cầu ra ngoài. Các bạn có thể bỏ lá đồng đi để đánh tách chép và bát riêng cái hệ thống này. Nếu như chúng ta áp dụng đánh với một âm ly thì cứ để nguyên này cho em. Còn nếu mà các anh em dư giả kinh tế điều kiện muốn đánh chuyên sâu thì có thể sử dụng hai âm ly hoặc hai cục đẩy để đánh tách cái này ra. Chúng ta sẽ có những cái chất lượng âm thanh hoàn hảo hơn. Đây là mặt sau này. Phía bên hông của nó các anh em có thể nhìn thấy rất là được cách điệu những cái ô chia nhăn ra, làm cho cặp loa nó có cái dáng thanh thoát hơn và cũng là điểm nhấn. Bộ loa SH1500 thế hệ thứ 3 này hiện tại thì giá không hề thay đổi một chút nào nhé. Vẫn có mức giá là 30 triệu đồng cho phiên bản loa cây cao cấp này. Và em sẽ đi vào test những cái bản nhạc
xem phim, những cái bản nhạc có những chất lượng âm thanh sống động và những cái bản nhạc vàng, và test cả những bản nhạc karaoke nữa để em trải nghiệm cái chất lượng đẳng cấp ở một tầm cao mới của mẫu loại S1500 này nhé. Vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em vẫy đua mắt xanh xao, nghe lá tu mưa reo mòn gót nhỏ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ, buổi chiều ngồi ngóng những tiếng mưa qua, trên bước chân em âm thầm lá đầu, chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa. Làm sao em nhớ những vết chim gì, xin hãy cho mưa qua biệt đất lầm, để người phiêu lãng quên mình làm dù. Giới thiệu và điểm qua những điểm nổi bật của cái phiên bản S1500 Pro phiên bản thế hệ thứ 3 mới nhất năm 2023, và các em cũng đã được trải nghiệm những thức nhạc phim rất là sống động và những bản nhạc vàng kỳ tách, và cũng cả những cái bản nhạc hát karaoke trên cả loại S1500 này ạ. Thế hệ thứ 3 mới nhất năm nay thiết kế đem lại những trải nghiệm hoàn hảo hơn, đầy đủ hơn, trung thực hơn, sống động hơn tất cả cái nhu cầu thiết yếu của bộ ra. Đôi loa này hiện tại Zika đang phân phối chính hãng tại công ty với mức giá là 30 triệu đồng cho một cặp loa S1500 Pro thế hệ thứ 3, và các em có ghép thêm thiết bị nào thì em sẽ cộng thêm tiền thiết bị đấy để các em có bộ dàn hoàn chỉnh hơn. X22, X321 cũng có một mức giá rất ưu đãi trong cấu hình combo này. Các em sẽ để lại bình luận cũng như comment số điện thoại của em tư vấn cụ thể hơn nhé. Và em xin phép được khép lại video ở đây. Xin chào tạm biệt và cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này của chúng em về đôi loa S1500 Pro thế hệ thứ 3 này nhé. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.